Hey, Trang xin chào cả nhà trên kênh YouTube. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Thùy Trang GB. Cả nhà ơi, hôm nay Trang giới thiệu với cả nhà đây là một cái món ăn của Việt Nam mình với lại của Nhật. Ở đây thì Trang có cái dĩa, cái này là giống như Việt Nam mình gọi là thịt heo tẩm bột chiên xù á cả nhà. Ở đây thì Trang có một tô cháo hào Trang nấu với lại cái nấm linh chi. Còn ở đây là một dĩa gỏi tôm thịt trộn với lại bắp cải với cà rốt á. Trang mời cả nhà hôm nay cùng thưởng thức với Trang cái món cháo hào này nha. Ở bên ngoài trời bây giờ nó lạnh đó cả nhà. Mình nấu cháo hào á, rồi cái mình cho tí xíu gừng vô ăn cho ấm bụng á cả nhà. Trang múc cháo ra, Trang mời cả nhà cùng thưởng thức với Trang cái món cháo hào hôm nay nha. Rất là ngon luôn á cả nhà ơi, cháo hào ở bên Nhật này á. Thì Nhật trong siêu thị nó có bán hào, nó khựa sẵn ra cả nhà. Nó khựa sẵn ra rồi cái nó vô hộp á. Nó vô hộp nhưng mà cái này là hào tươi chứ không phải hào đông lạnh cả nhà. Rất là ngon luôn á, con to ngon dữ lắm cả nhà ơi. Trang mời cả nhà dùng cháo hào với Trang. Cả nhà ơi, con hào là nó to dữ lắm. Trang mời cả nhà nha, mời cả nhà thưởng thức cái món cháo hào với Trang nha. Con ăn không nóng lắm mẹ, nguội nguội tí mẹ cho con ăn nha. Mình gắp thịt cho con ăn nha. Gắp thịt với gỏi cho con ăn nè. Ngon quá cả nhà ơi. Bỏ xương vô mình hầm là mình nấu ngọt, thiệt là ngọt luôn á cả nhà. Mình hầm xương á, xong cái mình lấy cái nước hầm xương á cả nhà, mình nấu cháo hào á, ngọt dữ lắm. Ngon con. Bữa nay em hiền quá à. Em ngồi em im ru à, cô chú em ngồi em yên quá chừng luôn nè à. Giỏi quá nọt cô chú. Con ăn rau nha. Trang gấp một miếng gỏi, Trang mời cả nhà thưởng thức với Trang. Thì cái này là gỏi tôm thịt đó cả nhà, với lại bắp cải tròn mình á, với củ cải đỏ Trang trộn. Chấm vô một miếng nước mắm tỏi ớt, nước mắm chua ngọt đó cả nhà. Trang mời cả nhà nha, mời cả nhà thưởng thức cái món gỏi với Trang. Có bắp cải mới giòn. Cái bắp cải với của cà rốt đó, nó giòn, thiệt là giòn luôn cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Lâu lâu trộn cái món này ăn ngon quá. Ở bên Việt Nam mình á, thì mình trộn với lại ngó sen ha cả nhà ha. Mình trộn với ngó sen nè, với tôm thịt. Còn bên đây đâu có ngó sen đâu. Và Trang trộn với bắp cải với lại củ cải đỏ. Mời cả nhà một miếng nữa nha. Chấm vô cái miếng, cái chén nước mắm chua ngọt nó đã. Mẹ gấp cho con ăn. Giỏi quá, em ngồi em im re luôn á cả nhà. Hôm nay em giỏi lắm, hiền quá. Hôm nay em ngoan quá chừng luôn vậy đó. Ngoan dữ lắm luôn nè. Thương quá. Trang mời cả nhà ăn một con hào nữa với Trang. Ngon quá luôn á cả nhà. Nóng. Có ăn đổ ra ngoài à. Mình nấu cháo hào á, mình cho gừng vô cả nhà. Sắc gừng nhuyễn nhuyễn á, mình thả nó vô ăn vừa ấm bụng nè, mà lại khử đi mùi tanh nữa, mà rất là thơm ngon luôn á cả nhà. Ngon quá. Có ăn cháo không? Mẹ cho con miếng cháo nè. Nóng nha. Không ăn hả? Cháo nóng bốc khói không ăn cả nhà. Mẹ cho rau vô cho con nha. Cho con ăn nha. Giỏi quá. Cho miếng thịt nữa. Giỏi.
gắp con tôm chấm vô với lại nước mắm. Trang mời cả nhà dùng con tôm với Trang nha. Ngon quá. Bắp cải á, trộn gỏi tôm thịt ăn không ngán cả nhà. Trang thích nhất là ăn bắp cải trộn gỏi tôm thịt nè, còn không thì gà luộc xé khoai ra rồi trộn gỏi, ngon lắm cả nhà ơi. Lâu lâu ăn món này ngon lắm. Nữa hả? Có ăn nữa hả? Con nhiều quá, lát sao con ăn cơm của con được. Thích ăn gỏi bắp cải này rồi cả nhà. Không ăn cháo, chê cháo không ăn. Hình như là cháo nóng á, với lại giống như cháo là có nước á, không thích đó cả nhà. Mời cả nhà dùng một con tôm nữa. Ngon quá ngon luôn à. Tôm á thì luộc nó giòn á, mình luộc xong rồi mình lột vỏ ra, cái mình cho nó vô tí xíu nước đá lạnh á, cả nhà mình ngâm nó giòn, nó sực 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 ngon lắm. Ngon. Bắp cải thì nó giòn, trộn chua chua ngọt ngọt ngon quá. Con bị đổ xuống đây rồi nè, đổ xuống đây dơ lắm, nghe không? Đổ xuống đây dơ lắm, tí nữa con nằm lên đây nó là hôi lắm, mình con hôi lắm á. Hôm nay em hiền quá cả nhà, hiền quá chừng hiền luôn á. Không đòi hỏi gì á. Trang mời cả nhà uống miếng nước nho với Trang nha. Cả nhà ơi, thịt tẩm bột chiên giòn ngon lắm. Mình xịt cái nước sốt ton ca trừ này vô nè cả nhà, nó rất là ngon luôn á. Có cái nước sốt con ton ca trừ này vô nữa nó sẽ đậm đà, nó rất là ngon. Trang mời cả nhà cùng thưởng thức với Trang cái món thịt nưa mà tẩm bột chiên giòn của Nhật này. Nó mềm, nó ngon. Trang mời cả nhà ăn với Trang nha, ăn gỏi. Chấm với nước mắm nó ngon. Chấm nó ngon. Cái thịt nó mềm thì mềm luôn cả nhà. Ngon lắm. Thịt cái thịt thăn chuột này mình kho tiêu hay là nói chung là cái thịt heo, mà cái miếng thăn chuột á là cái miếng thịt ở trong con heo á, hình như một con heo nó có một miếng một thôi á cả nhà. Nó mềm lắm. Nhưng mà thịt heo là cái thịt này là đắt tiền nhất. So với thịt đùi hay là cốc lết thì con heo nó có miếng thịt này là đắt tiền nhất đó cả nhà. Nó dạng giống như là thịt bò phi lê vậy đó. Em thích ăn gỏi thì em ăn quá chừng luôn á cả nhà. Mê món gỏi à, ăn quá chừng ăn luôn. Sao giờ con sao? Trang mời cả nhà ăn một miếng gỏi tôm với Trang nữa nha.
cho con miếng thịt không? Lâu lâu trộn gì ăn ngon quá cả nhà ơi. Cái này mình có bánh phồng tôm á cả nhà. Mình chiên cho giòn lên mình ăn với lại gỏi này cũng ngon nữa. Cảm thấy gì cũng ngon nữa cả nhà. Giỏi quá ha, em giỏi quá. Giỏi quá, em ngoan quá Chú ơi. Nay lông ra dài nữa đây nè cô chú à, xem cái lông của em là mau dài ghê luôn á. Trang mới cắt đây đâu có bao lâu đâu mà giờ ở trên cái đầu nè, tóc lông là ra dài thòng lòn luôn á. Để bữa nào mẹ cắt nữa cho con nha, nha giỏi nha. Nay hiền quá trời luôn á cả nhà. Nay em hiền quá chừng hiền luôn. Giờ Trang lấy cái YouCode này Trang mời cả nhà ăn tráng miệng với Trang. Cái này là YouCode bằng cái gì? À, Nha Đam, YouCode Nha Đam cả nhà. Ở bên Nhật nè nó làm YouCode Nha Đam nó ngon lắm. Ở trong đây nè Nha Đam lợn cận nè cả nhà xem nè. Miếng Nha Đam lợn cận ngon lắm. Trang mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn một miếng YouCode Nha Đam với Trang. Có ăn không? Ăn thử đi. Ăn coi được không? Ăn cả nhà. Du cút Nha Đam ăn. Em nè, em Momo nhà Trang giỏi lắm. Đắng cay mặn ngọt gì cũng ăn hết trơn á. Cho con miếng nữa nè. Giỏi quá. Em giỏi quá cô chú ơi. Ăn du cút tốt không? Ngon quá cả nhà ơi. YouCode này nó làm vừa ăn hết sức vậy. Nó không có ngọt mà cũng không có chua lắm. Ở trong thì nó có miếng nha đam á, nhai sực 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 giòn giòn ngon lắm cả nhà. Rồi hết rồi. Xong rồi. Xong rồi. Em mẹ lau miệng cho. Giỏi quá cô chú ơi, em giỏi quá nè. Nước ngước mặt lên đi. Ngước mặt lên mẹ lau cho. Giỏi quá. Em giỏi dữ lắm luôn á cô chú. Cả nhà ơi, Trang xin dừng video lại ở đây. Trang cảm ơn cả nhà luôn theo dõi và đồng hành kênh Thùy Trang GB. Cả nhà yêu mến kênh Thùy Trang GB thì cho Trang xin một like, một lượt đăng ký và chia sẻ để ủng hộ Trang có động lực Trang làm nhiều video mới cho cả nhà mình cùng xem. Thì thường Trang ra video vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần 8 giờ tối. Cả nhà cùng đón xem video ủng hộ Trang. Bây giờ thì Trang xin bye bye và Trang hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.